Thưa quý vị, ngày nay áp lực công việc đối với người trẻ thường rất lớn. Khi gặp những khó khăn trong công việc hay là cuộc sống, nhiều bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc. Trong khi đó, có một số người dù không có sức khỏe dẻo dai, dù tuổi đã cao, mắt đã mờ nhưng vẫn miệt mài lao động. Niềm vui của họ là kiếm được tiền từ sức lực chân chính của mình. Những câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây hy vọng sẽ giúp cho nhiều người trong chúng ta tìm thấy động lực vực dậy bản thân mình, có thêm sức mạnh để bước tiếp trên chặng đường phía trước. Gần đây, hình ảnh một nữ shipper tóc bạc trắng, lưng khom, liên tục gật đầu cảm ơn khách rồi nâng niu mớ tiền lẻ bỗng dưng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bà là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 65 tuổi, làm nghề giao hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, bà giao hàng từ 8 giờ sáng đến 20 giờ đêm, chỉ nghỉ 30 phút ăn trưa dọc đường. Dù ngày nắng hay mưa, bà vẫn miệt mài, vẫn cho rằng mình hạnh phúc bởi còn có công việc để kiếm tiền. Mỗi ngày, bà kiếm được 200 tới 300 ngàn đồng. Số tiền này bà chắc chiêu lo cho mình, đóng tiền trọ, ăn uống, còn lại gửi cho con gái nuôi cháu ngoại. Niềm vui mỗi ngày của bà là gọi điện cho đứa cháu nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ. Không có nhiều thời gian nghĩ ngợi đời mình buồn hay khổ. Nghe lời tâm sự đó của bà Ánh, nhiều người chực chờ rơi nước mắt. Vô số cư dân mạng đã gửi tới bà những lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự cảm phục cho nghị lực của một lao động lớn tuổi. Chúc bà dặn dặm bình an, còn sức khỏe, còn tự đi làm được là quý lắm ạ. Chúc bà dặn dặm bình an, sẽ luôn gặp những đơn hàng thật dễ chịu. Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi lây hoay vác bao xi măng kiếm tiền mưu sinh. Tóc bà gần như chuyển sang màu trắng xóa, đôi chân trần cứ thế di chuyển thoăn thoắt đến nơi lấy xi măng. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, cụ bà là người Hà Nhì, sống tại xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Nỗi vất vả của bà cụ khiến người trẻ thấy chạnh lòng. Khi bước qua bên kia con dốc của cuộc đời, ai cũng mong muốn có cuộc sống viên mãn, an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng vì nhiều lý do mà không ít những mái đầu bạc vẫn phải vất vả dưới gánh nặng mưu sinh. Từ câu chuyện của cụ bà vác xi măng, có không ít người chợt nghĩ về bản thân mình và chợt nhận ra những chông gai mệt mỏi mà mình đang gặp phải chẳng thấm là bao so với khó khăn mà bà cụ đã trải qua. Thương bà quá, xem clip này xong, mình tự nhủ phải cố gắng, dù làm nghề gì cũng là đồng tiền chân chính do mình làm ra. Trên hành trình thật dài trong cuộc đời mỗi người, vốn có không ít gặp ghềnh, chênh vênh, thậm chí có đôi lúc là những bế tắc bủa vây. Thế nhưng, chúng ta nhất định không được bỏ cuộc. Niềm hạnh phúc của đời người phải chăng chính là được tự do kiếm sống bằng sức lao động của chính mình. Còn sức khỏe là còn cố gắng và hy vọng.